Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm tới thị trường đất nền chờ đón những đợt sóng tăng giá trong thời gian tới. Có thể nói, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở khu vực phía Bắc vẫn không làm thị trường bất động sản hạ nhiệt. Ngay trong những ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều nhà đầu tư đã kết hợp vừa du xuân vừa xem đất. Chị Đinh Ngọc Lan, nhà đầu tư thứ cấp tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, chủ một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm cho biết, đầu năm nay chị quyết định dùng tiền lợi nhuận trong kinh doanh để đầu tư vào đất nền. Chị Lan chia sẻ, năm qua, may mắn là cửa hàng của chúng tôi vẫn bán hàng online được và vẫn thu về lợi nhuận. Năm nay, nhiều bạn bè của gia đình cũng đang chuyển hướng đầu tư sang bất động sản. Sẵn có tiền dự trữ, kết hợp du xuân, năm nay gia đình tôi cũng muốn ngó qua vài mảnh đất nền giá rẻ tại các địa phương lân cận Hà Nội. Chị Lan cũng cho biết, phân khúc đất chị hướng đến có giá trị từ 700 đến 800 triệu đồng. Chị không dùng đòn bẩy tài chính nên rất yên tâm đầu tư dài hạn, sau 3 đến 4 năm chị sẽ cân nhắc tình hình để chốt lời. Nếu thị trường còn đà tăng tốt, chị sẽ tiếp tục đầu tư dài hơi. Trong khi đó, anh Nguyễn Tất Thái, nhà đầu tư tại Hà Nội đã có 4 năm kinh nghiệm cho hay, ngay từ mùng 4 Tết, anh đã đi về một số tỉnh vùng ven thủ đô để vãn cảnh và tiện khai xuân tìm mua đất. Với tôi, đất nền là một kênh đầu tư bền vững, nhưng dù có là nhà đầu tư sành sỏi cũng phải tìm hiểu kỹ mảnh đất vuông méo ra sao, hạ tầng các khu vực như thế nào và chờ thêm thông tin khác. Thậm chí, dù biết giá mảnh đất đó có thể tiếp tục tăng nhưng nếu vội xuống tiền thì rủi ro còn đáng lo ngại hơn, anh Thái chia sẻ. Một báo cáo thị trường tháng 1 năm 2022 của bấtđộngsản.com.vn cho thấy, bất động sản Hà Nội trong tháng qua ghi nhận diễn biến tích cực ở nhiều phân khúc. Đáng chú ý nhất là phân khúc đất nền khi ghi nhận mức độ quan tâm tăng 13% và lượng tin đăng tăng vọt 64%. Con số trên phần nào cho thấy thị trường bất động sản đang từng bước hồi phục tích cực, đặc biệt là với phân khúc đất nền. Trước đó, đơn vị này cũng cho biết, tại các tỉnh phía Bắc đặc biệt là Hà Nội, Hà Nam, Bắc Giang và Hưng Yên ghi nhận lượng tìm kiếm đất nền tăng mạnh so với tháng trước đó. Trong đó, nhu cầu tìm mua đất nền tại Hà Nội tăng 12% còn Hà Nam tăng hơn 36%. Các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang cũng có lượt quan tâm tìm mua đất nền tăng 18-22%, trong khi Bắc Ninh, Hải Dương cũng tăng 8-13%. Điểm chung là những thị trường này đều là các điểm nóng trong các đợt sốt đất đầu năm 2020 và 2021. Lý giải về sức nóng của đất nền ngay từ đầu năm 2022, chuyên gia của bấtđộngsản.com.vn giải thích diễn biến tích cực của phân khúc này vẫn đến từ quy hoạch hạ tầng và đầu tư công được đẩy mạnh. Trong tháng 1, hàng loạt dự án về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị tiếp tục được phê duyệt chủ trương hoặc điều chỉnh quy hoạch. Bên cạnh đó, tăng trưởng của các hoạt động xây dựng dự kiến tăng 8% trong năm 2022 dựa vào việc đẩy mạnh các khoản chi tiêu bù đắp cho cơ sở hạ tầng. Đây cũng chính là động lực giúp thị trường bất động sản nói chung và phân khúc đất nền nói riêng hồi phục và tăng trưởng. Đánh giá về xu hướng dịch chuyển của thị trường sau dịch, các chuyên gia nhận định đất nền vùng ven vẫn sẽ tiếp đà trong 5 năm tới đây. Bởi theo quy luật nước chảy về chỗ trũng, giữa sự chênh lệch về giá bán tại thành phố lớn và các tỉnh giáp danh thì chắc chắn nhà đầu tư vẫn sẽ tìm về vùng ven để săn đất nền giá rẻ. Chưa kể, hàng loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ trong lĩnh vực giao thông, đô thị được xem là động lực đưa đất nền vùng trở thành miền đất hứa cho các nhà đầu tư. Theo dự báo của Colliers Việt Nam, trong năm 2022, các nhà phát triển dự án ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang chờ đợi những tin tốt lành từ những sửa đổi của luật đầu tư 2020. Theo đó, nguồn cung và nhu cầu mới của phân khúc bất động sản đất nền được dự báo sẽ phục hồi và tăng so với năm 2021, chủ yếu ở các tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa, Vũng Tàu ở miền Nam và các huyện lân quận của Hà Nội. Trong đó, các sản phẩm có tính thanh khoản cao sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư cá nhân. Ảnh hưởng từ giá đất cao từ Thủ Thiêm cũng khiến giá bất động sản tăng trong những năm tới. Trong một chia sẻ trước đó, tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho biết, trong 10 năm qua, kênh đầu tư đất nền có tỷ suất lợi nhuận cao nhất với mức tăng gấp 6 lần, thậm chí có những nơi tăng đến 20 lần. Đối với kênh đầu tư căn hộ thì phân khúc giá từ 2 đến 3 tỷ đồng có lợi nhuận chỉ cao hơn lãi suất ngân hàng một chút, đạt mức 110% trên 10 năm, bình quân tăng khoảng 7% cho năm. Tuy nhiên, vấn đề là người mua phải tìm được người bán chính chủ thật nhanh và chốt đơn. Còn đối với các nhà đầu tư có nguồn tài chính từ 1 đến 2 tỷ đồng thì cơ hội là không nhiều, bởi những sản phẩm đất nền, căn hộ có mức đầu tư thấp thường không giảm giá.